Chiến thần Phương, tập 38. Không thể nào, chẳng nhẽ người mình khổ sở tìm kiếm lại là ông ta sao? Nhưng người đó đã mất tích ngoài biển khơi, cuối cùng Thanh Long chỉ tìm được tin tức liên quan ở đế đô. Sao ông ta lại có thể xuất hiện ở một nơi như thế này? Không đúng, cực kỳ sai. Có điều nếu có tin tức này thì nó chắc chắn có liên quan rất lớn. Bệnh tình người bệnh như thế nào rồi? Trần Thiên Hạo không nhịn được hỏi lại. Không quá lạc quan, có điều tôi có thể giữ được tính mạng cho ông ta. Tiết Tinh Linh gật đầu nói là người này vô cùng quan trọng, ông nhất định phải giữ được tính mạng ông ta đó. Giọng Trần Thiên Hạo rất nghiêm trọng. Nếu như lúc đầu anh chỉ đơn giản muốn giúp Hoa Nhuyễn, bây giờ nó lại liên quan đến những gì anh đang tìm kiếm. Không ngờ trên thế giới lại có chuyện trùng hợp như vậy. Anh không khỏi nhớ đến những bức hình ở nhà Hoa Tiểu Bình. Chả nhẽ bọn họ có liên quan đến đầu sói hay sao? Ký hiệu bộ đội đặc chủng của quân bộ. Lúc Thanh Long chưa đến, Trần Thế Hào đã bảo anh ta điều tra rồi. Quân bộ ở bốn biên cương không có bất kỳ dữ liệu gì liên quan đến ký hiệu này. Loạn quá rồi. Mọi chuyện phát triển đến bây giờ khiến Trần Thế Hào không có chút manh mối nào. Nó rối như tơ vò, không thể tìm được chỗ để cởi nút thắt. Bây giờ chỉ có thể chờ Hoa Tiểu Bình tỉnh lại. Tiết Thanh Linh biết Trần Thế Hào đang cuống cuồng tìm kiếm manh mối, cho nên ông sử dụng phương pháp kích thích bằng châm cứu để Hoa Tiểu Bình mới phẫu thuật xong nhanh chóng khôi phục ý thức. Đương nhiên, phương pháp này gây tổn thương rất lớn cho người bệnh. Tiết Thanh Linh chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra. Trong phòng bệnh, Hoa Nhuyễn vui vẻ nhìn Hoa Tiểu Bình đã tỉnh lại. Cha cảm thấy thế nào? Hoa Tiểu Bình bất lực lắc đầu, gương mặt lộ ra vẻ áy náy. Nhuyễn, thà con để cha chết đi cho xong. Cha nói gì vậy chứ? Hoa Nhuyễn tức giận nói. Gương mặt Hoa Tiểu Bình tái mét, ông ta nhìn phòng bệnh liền biết Trần Thiên Hạo giúp đỡ. Ông ta không kìm được cảm kích nhìn Trần Thiên Hạo. Cậu Trần, cảm ơn cậu. Trần Thiên Hạo gật đầu định mở miệng hỏi, nhưng Hoa Nhuyễn còn đang ở đây. Anh không biết có nên hỏi hay không. Anh đắn đo nhìn Hoa Nhuyễn. Hoa Tiểu Bình liền hiểu, liền nói với Hoa Nhuyễn. Nhuyễn, con đi ra ngoài một lúc, cha muốn nói mấy câu với cậu Trần. Tim Hoa Nhuyễn đột nhiên run lên, trong lòng nàng cảm thấy liền kỳ lạ. Chẳng lẽ cha cảm thấy cơ thể mình không ổn nên định giao phó cô cho Trần Thiên Hạo hay sao? Mặc dù đây cũng là chuyện cô mong đợi, nhưng cô không thể chấp nhận nổi tình hình như hiện nay. Hoa Nhuyễn nhẹ gật đầu, lén nhìn Trần Thiên Hạo sau đó rời khỏi phòng bệnh. Bên trong phòng bệnh, Hoa Tiểu Bình mở lời trước. Cậu Trần, cậu muốn hỏi chuyện về Trần Vĩnh Cường đúng không? Trần Thiên Hạo kinh ngạc, anh nghiêm túc nhìn Hoa Tiểu Bình. Mặc dù người này nát rượu nhưng biết rất rõ mọi chuyện. Cũng không hẳn. Trần Thiên Hạo nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Tôi muốn hỏi một chút về chuyện đầu sói. Trong mắt Hoa Tiểu Bình co rút lại, ông ta nhìn trên hình Trần Thiên Hạo một lúc, yếu ớt hỏi. Cha cậu, ông biết chuyện của cha tôi sao? Trần Thiên Hạo kinh ngạc, chẳng nhẽ ông ta biết tất cả ngọn nguồn mọi chuyện hay sao? Hoa Tiểu Bình thở dài sau đó cười đau khổ. Trần tướng mọi chuyện, chỉ có một mình nhà họ Bạch ở đế đô mới biết. Tôi chỉ là một bận rượu say xỉn mà thôi. Trần Thiên Hạo cảm thấy ông ta vẫn đang giấu chuyện gì đó. Anh không cam lòng, tiếp tục hỏi. Tiền bối, cha tôi chết không rõ nguyên nhân. Tôi hy vọng ông có thể nói cho tôi biết mọi chuyện. Hoa Tiểu Bình im lặng một lúc, không biết vì cơ thể đau đớn hay là đang suy nghĩ cái gì. Một lúc sau, ông ta ho ra máu, đột nhiên nói với Trần Thiên Hạo. Cả đời tôi hổ thẹn với Nhuyễn Nhuyễn, không thể cho con bé một cuộc sống tôi đẹp, tốt đẹp, tốt đẹp. Sau này Nhuyễn Nhuyễn đi theo cậu, cậu đừng ghét bỏ nó nhé. Chuyện này... Trần Thiên Hạo không biết nói gì, nghĩ một lúc rồi mới nói. Giám đốc Hoa là một cô gái tốt, không một ai bạc đãi cô ấy đâu. Cậu Trần, cậu biết thừa ý tôi mà. Chúng ta cứ nói thẳng ra, tôi có thể nói cho cậu mọi chuyện, nhưng cậu nhất định phải đồng ý với tôi. Tôi đồng ý với ông, sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Trần Thiên Hạo gật đầu nói, có Lưu Tử Nguyệt với trái tim pha lê và cả tiền Cẩm Lâm đã đủ khiến anh nhức đầu rồi. Bây giờ còn phải lo cho Hoa Nhuyễn. Cái anh gọi là chăm sóc chỉ là sắp xếp cho cuộc sống công việc trong tương lai của cô ta mà thôi. Tôi có thể thấy được cậu là người nói được, làm được. Im lặng một lúc, hai mắt Hoa Tiểu Bình trở
trở nên trống rỗng. Một lúc sau ông ta mới lẩm bẩm nói: "Tôi nhớ 30 năm trước, quân lính Nam Cương phụng mệnh tập kích cứ điểm của kẻ địch chiếm đóng ở nước ta. Hôm đó, chúng tôi do Bạch Chí Hiền dẫn đội, tôi, Trần Vĩnh Cường, Lưu Bá Thiên và cả Trần Thiên Đạo." Trong tiếng kêu khóc tuyệt vọng của Hoa Nhụy, Hoa Tiểu Bình nhắm mắt lại. Trần Thiên Hào cảm thấy bối rối, anh an ủi Hoa Nhụy mấy câu, cuối cùng bảo Thanh Long sắp xếp tất cả, đưa di thể Hoa Tiểu Bình về nhà. Hoa Tiểu Bình sau khi kể hết mọi chuyện cho Trần Thiên Hào, ông bèn rút hơi thở cuối cùng. "Mà bây giờ anh đến phòng bệnh cách ly, phòng bệnh của Lưu Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, chúng ta xuất viện thôi." Trần Thiên Hào mỉm cười ôn hòa nhìn cô. Hôm nay là ngày phải đón cô, Trần Thiên Hào đương nhiên phải nhớ, chỉ có điều đến hơi muộn một chút. "Thiên Hào, anh bận cái gì mà giờ mới đến vậy?" Tâm trạng Trần Thiên Hào hơi nặng nề, cái chết của Hoa Tiểu Bình gây ra đả kích lớn cho anh. Anh cứ tưởng cơ thể ông ta khỏe lên, nhưng không ngờ chỉ là ánh sáng chợt lóe trước khi vụt tắt. Đương nhiên, anh vĩnh viễn không biết được Tiết Thiên Linh là người đã âm thầm tiễn Hoa Tiểu Bình về trời. Giọng của anh có hơi khàn khàn. "Một người bạn của cha anh qua đời, anh giúp họ xử lý." Vẻ mặt của Lâm Tiểu Nguyệt trở nên lo lắng, cô an ủi: "Xin lỗi Thiên Hào, không sao, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi." Trần Thiên Hào mỉm cười, Lâm Tiểu Nguyệt bất giác cảm thấy lo lắng, tim đập thình thịch. Cô đang nghĩ không biết Trần Thiên Hào có thể đưa cô đến nhà họ Trần hay không. "Tiểu Nguyệt, con cùng Trần Thiên Hào về nhà đi, chỗ này để cha thu dọn cho." Lưu Cửu Cảnh Minh đứng bên cạnh nói. Lâm Tiểu Nguyệt cảm kích nhìn ông ta. Đối phương mỉm cười đáp lại: "Vậy cũng được, về nhà chúng ta." Trần Thiên Hào gật đầu, sau đó nhìn Lưu Cảnh Minh: "Cha là Tiểu Nguyệt. Cha là cha của Tiểu Nguyệt, sau này cũng là cha của con. Cha ra ngoài một chút, con có chuyện nói muốn hỏi cha." Lưu Cảnh Minh bất ngờ nhưng cũng cảm thấy hơi vui vui. Sau khi ra ngoài, Lưu Cảnh Minh hỏi: "Thiên Hào, con đang muốn hỏi sức khỏe của Tiểu Nguyệt có ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng hay không hả?" "Không." Trần Thiên Hào lắc đầu. Anh chăm chú nhìn Lưu Cảnh Minh nói tiếp: "Con muốn hỏi, cha có biết trên người Lưu Bá Thiên có hình xăm đầu sói nào hay không?" Lưu Cảnh Minh hơi sững sờ, ông ta nhíu mày nói nhỏ: "Hình như cha chưa từng thấy, Lưu Bá Thiên cũng chưa bao giờ cởi đồ trước mặt bọn cha. Phiền cha nhớ lại giúp con một chút." Trần Thiên Hào cố truy hỏi đến cùng. Lưu Cảnh Minh suy nghĩ một lát nhưng vẫn lắc đầu. Vẻ mặt Trần Thiên Hào hơi thất vọng, còn người anh lóe sáng ra quyết định: "Cha, con có thể phải đi khỏi Nam Thành một chuyến, phiền cha đến nhà họ Trần chăm sóc Tiểu Nguyệt giúp con." "Hả? Đi, tại sao chứ?" Lưu Cảnh Minh bất ngờ hỏi lại. "Có những chuyện cha không hiểu đâu, cha chỉ cần nghe con là được, còn Tiểu Nguyệt con sẽ tự mình nói với cô ấy." Trần Thiên Hào không có tâm trạng để giải thích nhiều. Sau khi quay về phòng, anh nhìn thấy Lâm Tiểu Nguyệt khóe mắt ửng đỏ nhìn anh. Trần Thiên Hào hiểu cô đã nghe thấy lời ban nãy của anh. "Thiên Hào, anh muốn đi sao?" Lưu Tiểu Nguyệt mím môi nói. Trần Thiên Hào tiến lên ôm cô vào lòng, xúc động nói: "Tiểu Nguyệt, anh hy vọng em có thể hiểu cho anh. Cái chết của ba cha anh quá đáng nghi ngờ, cả đời này anh không thể ăn ngon ngủ yên được. Cứ tưởng sau khi về nhà, bọn họ có thể sống cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Nhưng sau khi quay về, vẫn chẳng có cái gì cả. Từ khi Trần Thiên Hào quay về, bọn họ đã trải qua biết bao hiểm nguy. Dù chưa bị sao, nhưng nguy hiểm vẫn luôn luôn bủa vây. Cô thực sự không muốn cuộc sống sợ hãi hàng ngày như vậy. "Thiên Hào, nhiều năm trôi qua như thế, anh không thể bỏ qua hay sao? Chúng ta an ổn, sống ngày qua ngày không được hay sao?" Lưu Tiểu Nguyệt khóc hỏi. Trần Thiên Hào lắc đầu: "Không, anh không thể để hung thủ nhỡn nhơ ngoài vòng pháp luật. Anh nhất định phải tìm được hắn." Nhưng Nam Thành này chỉ là một thành phố nhỏ bé, đế đô thì sao, trung tâm quyền lực đầm hồng răng, đầm rồng hang hổ. Anh thực sự nghĩ mình sẽ may mắn như ở Nam Thành hay sao? Lưu Tử Nguyệt lo lắng nói, hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi. "Tiểu Nguyệt, xin em hãy tin anh, xử lý xong chuyện này, chuyện gì anh cũng sẽ nghe theo em." Trần Thiên Hào lau nước mắt cho cô, liên tục hứa hẹn. Lưu Tử Nguyệt thở dài một hơi. Cô biết chuyện Trần Thiên Hào đã quyết thì cô không thể thay đổi được. Cô ngồi trong lòng anh, ngửa đầu nhìn anh, duỗi tay ra chỉnh lại cổ áo cho anh. "Ra ngoài nhớ phải cẩn thận, em đợi anh trở về."
là một trung tâm hành chính của nước Hoa Hạ, đế đô sầm uất vô cùng. Chỉ một khu nhỏ đã lớn hơn Nam Thành rất nhiều. Các doanh nghiệp nước ngoài rải rác ở 10 khu lớn của đế đô, thúc đẩy các khu phát triển kinh tế với tốc độ rất cao. Nơi đây đúng là trọng điểm phát triển kinh tế của cả nước. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện trong nhà, Trần Liên Hạo liền đến đế đô. Ở Nam Thành, anh là bá chủ một phương, nhưng Nam Thành chỉ là một thành phố nhỏ, xa xút, chẳng bằng 1/3 một khu ở đế đô. Vậy nên với những người không quen thuộc ở nơi đây thì phải bắt đầu lại từ đầu. Trên đường, Trần Thiên Hạo liên lạc với Lương Tiêu Mị Mị. Cô lái một chiếc xe mini khoảng 40-50 nghìn. Đến trạm xe. Trần Thiên Hạo, ở đây nè. Hôm nay, Tiêu Mị Mị mặc chụp một chiếc váy Lolita, làn da nón nà mịn màng khiến anh không nhận ra cô đã 25-26 tuổi rồi. Trông cứ như mới 17-18 tuổi. Sao cậu mặc kiểu này vậy? Trần Thiên Hạo không kìm được mỉm cười. Tiêu Mị Mị đỏ mặt cười hi hi. Chẳng phải do thất nghiệp sao? Cứ ở nhà ly trim mà thôi. Hử? Ly trim sao? Trần Thiên Hạo sững sờ. Anh chưa từng nghe thấy từ này. Nói thật, anh chẳng hứng thú với những thứ hot trend trên mạng. Đi thôi, tôi vừa mới xin nghỉ với fan. Tôi còn phải về ly trim tiếp nữa đó. Tiêu Mị Mị giục anh. Trần Thiên Hạo liền lên xe với cô. Cơ thể cao lớn, ngồi ghế phó lái, lập tức làm xẹp cả lốp xe của chiếc mini. Trần Thiên Hạo, cậu nặng quá đấy. Tiêu Mị Mị đau lòng vì chiếc xe, nói ra. Hay là tôi gọi taxi nhé. Trần Thiên Hạo ngại ngùng nói. Hì, tôi chỉ nói đùa vậy thôi. Thắt dây an toàn rồi chúng ta xuất phát nào. Chiếc xe từ từ khởi động, đưa Trần Thiên Hạo to lớn, trông giống như phải vận chuyển quá tải, như ngé con kéo xe tải vậy. Trần Thiên Hạo, vụ du thuyền ngày đó cuối cùng cậu về như thế nào? Sau khi lên xe, Tiêu Mị Mị không kìm được hỏi. Lúc đó cô bị đánh ngất, vậy nên mọi chuyện lúc sau cô đều không biết. Trần Thiên Hạo không muốn để cô biết quá nhiều, anh thuận miệng nói. Lúc đó đội tuần tra biển nhìn thấy du thuyền tụ tập đông người, liền chạy đến. Chúng tôi được cứu. Ồ, may thật đó. Có điều có gì nói đấy, cậu lợi hại thật đó. Nói xong không kìm được, quay đầu nhìn Trần Thiên Hạo, làn da trắng nõn bắt đầu ửng đỏ. Chiếc xe mini nhanh chóng đi đến một tòa nhà cũ kỹ, chiếc xe đậu ở sát tòa nhà. Tiểu khu không có chỗ để xe, cũng chẳng ai quan tâm, vậy nên ai đến trước thì người đó đổ trước. Tiêu Mị Mị xuống xe, mỉm cười giải thích với Trần Thiên Hạo. Nói thật lòng, khu này không chỉ cũ kỹ bình thường thôi đâu. Sân giữa tòa nhà đã biến thành vườn rau. Trên đường đi, đâu đâu cũng là chó hoang với rác rưởi, phân chó có khắp nơi. Trần Thiên Hạo, nhà tôi ở tầng 6, cậu cẩn thận, trên hành lang toàn kích chó thôi. Đang ban ngày mà hành lang vẫn tối thui, hơn nữa tay vịn toàn bụi bặm, trông như chẳng có ai quét dọn nơi này. Tiêu Mị Mị sống ở nơi như vậy, đúng là quá khổ. Hành lang rất hẹp, hai người một trước một sau đi lên lầu thượng, cửa nhà không khóa. Sau khi Tiêu Mị Mị đi vào bên trong, liền lấy cho Trần Thiên Hạo một đôi dép lê. Trần Thiên Hạo toát mồ hôi, anh rất muốn nói, đi cái kiểu gì chứ? Sau khi đi vào nhà, mùi thuốc đông y cực kỳ nồng xông vào mũi anh. Trần Thiên Hạo khẽ nhíu mày. Thiên Hạo, cậu ngồi nghỉ ngơi đi, tôi còn phải ly trim thêm một tiếng nữa, cậu chờ tôi một chút nhé. Tiêu Mị Mị nói xong liền vội vàng xông vào phòng. Trần Thiên Hạo lúng túng mỉm cười. Anh không chỉ ngồi xuống, chỉ nhìn quanh căn phòng. Căn phòng này không lớn lắm, cùng lắm là 50 m². Hai phòng ngủ, một phòng khách. Một trong hai phòng ngủ có cửa khép hờ, có thể nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ. Trần Thiên Hạo hơi nhịp sững sờ, đẩy cửa, nhìn vào. Chỉ thấy một ông lão đầu trọc, trên mũi cắm một ống dưỡng khí, đang nằm trên giường rên rỉ. Trần Thiên Hạo vội vàng lùi ra, sau đó lại đến cửa phòng của Tiêu Mị Mị. Tiêu Mị Mị đang nhảy múa trước màn hình máy tính. Bên trong căn phòng đóng kín, chỉ bật một chiếc đèn lờ mờ khiến cô trông càng đáng yêu hơn. Không sai, chỉ có một từ để dùng chữ đáng yêu của cô. Tiêu Mị Mị nhảy múa quên mình, không ngừng làm ra những động tác mê người. Thấy Trần Thiên Hạo liền lúng túng. Á! Tiêu Mị Mị nhảy xong, liền nhìn thấy Trần Thiên Hạo đang đứng ở cửa, không kìm được đỏ mặt lúng túng. Các bảo bối ơi, tạm biệt nha, bye bye.
Sau khi đóng live stream, Tiêu Mị Mị thở dài, tắt đèn mở rèm ra. Trần Thiên Hạo, ngại quá, không tiếp đãi được cậu. Bây giờ tôi xong việc rồi, chúng ta xuống lầu đi ăn cơm thôi. Hay là ở nhà nấu cái gì ăn? Tiêu Mị Mị mỉm cười nói. Tài nấu nướng của tôi cũng được lắm đó. Tùy, tôi thế nào cũng được. Trần Thiên Hạo đi vào phòng của cô. Bên trong phòng con gái có mùi hương dịu nhẹ, có điều hơi bừa bộn. Trên giường để đủ loại quần áo. Ha, tôi vừa mới bắt đầu live stream, đang trong giai đoạn đầu nên chưa sửa sang được chỗ này. Cậu live stream kiếm được bao nhiêu tiền? Trần Thiên Hạo hỏi. À, hiện nay không kiếm được nhiều, có điều chỉ cần tôi nỗ lực hơn là được. Tiêu Mị Mị mỉm cười nói. Trên du thuyền, Tiêu Mị Mị vì bảo vệ anh nên đã mất công việc. Trần Thiên Hạo sao không biết được chứ? Lần này anh đến Đế Đô, việc đầu tiên phải làm là mở một công ty để ổn định địa vị của mình. Dù sao, anh không có bằng chứng xác thực. Không thể cứ thế đi thẳng đến nhà họ Bạch rồi bảo tôi tìm được bằng chứng về cái chết của cha tôi ở nhà các người. Vì vậy, anh muốn phát triển trước, sau đó sẽ tiếp cận nhà họ Bạch để tìm ra sự thật phía đằng sau. Hay là đừng nấu, tôi mời cậu ăn. Cậu mời tôi sao? Không ổn đâu. Cậu đến Đế Đô thì phải là tôi mời cậu mới đúng chứ. Tiêu Mị Mị khó xử đáp lại. Chúng ta là bạn, cần gì phải suy nghĩ nhiều. Thế nào, đi thôi. Trần Thiên Hạo nói xong liền quay người đi ra ngoài. Tiêu Mị Mị hơi do dự nhưng cũng đi theo. Cậu đợi tôi nấu cơm cho cha đã. Sau khi lên chiếc xe mini, Tiêu Mị Mị vừa lái xe vừa không ngừng nhìn các hàng cơm bên đường. Mặc dù Trần Thiên Hạo bảo mời khách, nhưng cô không thực sự muốn để cho anh mời. Nhất định phải là mình mời, vậy nên cô đã mang theo tất cả tiền tiết kiệm của mình theo. Đây là một sinh hoạt phí một tháng của cô. Hay là chúng ta ăn ở đây đi, món cá của họ ngon lắm đó. Tiêu Mị Mị chỉ vào nhà hàng cá Đầu Vương rồi nói. Trần Thiên Hạo nhìn, nhà hàng không lớn, sau đó anh lắc đầu. Đi về phía trước, đi, đó, chỗ đó. Trần Thiên Hạo chỉ tòa nhà cao tầng phía trước, bên trên viết khách sạn Ảo Long. Tiêu Mị Mị nhìn, không kìm được cảm thấy đau ruột. Đây chính là khách sạn 7 sao xịn sò nhất Đế Đô, một quả dưa leo cũng hơn 1 triệu. Chẳng nhẽ hai người đến đó ăn hai quả dưa leo rồi đi ra hay sao? Tim cô lập tức run rẩy, lắc đầu mỉm cười. Hay là thôi đi, chỗ ấy đắt lắm, chúng ta không ăn nổi đâu. Không sao, chúng ta đi ăn chỗ nào đắt một tí, xem cơm của họ như thế nào. Trần Thiên Hạo mỉm cười nói. Tiêu Mị Mị bắt đầu nhức đầu. Trần Thiên Hạo ơi là Trần Thiên Hạo, cậu muốn giết tôi rồi sao? Mặc dù không muốn, nhưng cô vẫn phải lái xe về phía khách sạn Ảo Long. Bàn tay miết thẻ ngân hàng đến trắng toát. Cổng khách sạn Ảo Long đổ đầy xe sang, xe thương vụ. Nơi đây là địa điểm ăn uống giao lưu của giới thượng lưu, vậy nên nhiều cô gái cũng rất muốn đến đây để câu đại gia giàu có. Chiếc xe mini không hợp với chỗ này đổ lại trước cửa khách sạn Ảo Long. Ở cửa, một anh chàng đổ xe nhìn thấy chiếc xe mini hơi sững sờ nhưng vẫn tiến lên khách khí nói. Chào cô, chào anh, mời anh xuống xe. Cô có thể đưa chìa khóa cho tôi giúp hai vị đậu xe. Anh chàng mở cửa cho Trần Thiên Hạo, sau đó vội vàng sang bên kia mở cửa cho Tiêu Mị Mị. Xin lỗi, tôi tự đậu là được. Anh chàng mỉm cười lúng túng, trong lòng điên cuồng mắng mấy câu. Cái đồ nghèo hèn. Tiêu Mị Mị đương nhiên biết đỗ xe hộ không miễn phí, đều tốn tiền. Bởi vì cô từng cùng bạn trai cũ đến đây một lần, đỗ một lần mất 100 ngàn, bằng tiền ăn một tuần của cô. Khách sạn ở Đế Đô quả nhìn hơn Nam Thành rất nhiều. Trần Thiên Hạo nhìn tòa nhà khách sạn cao chọc trời, qua cửa kính có thể thấy được nội thất sang trọng. Anh không kìm được gật đầu. Nam Thành đương nhiên không thể bằng chỗ này, có điều chi phí sinh hoạt cũng không bằng. Tiêu Mị Mị mỉm cười đau lòng nói. Vậy nên tôi mới muốn đến xem giá cả ở chỗ này cao như thế nào. Đi nào. Trần Thiên Hạo mặc một bộ vest thoải mái màu đen, trông không hề tầm thường. Tiêu Mị Mị mặc một chiếc váy ngắn, trông khá bình thường. Làn da nõn nà của cô trông như cao su, đi đến đâu cũng khiến người ta thở dài thán phục. Có điều lễ tân ở cửa nhìn thấy chiếc xe mini của hai người cùng với dáng vẻ không muốn nhờ đổ xe của Tiêu Mị Mị, họ đã quen tiếp đón mấy đại gia sẵn sàng vung tiền chi cả 100.000 rồi, nên lúc này cô lễ tân cũng không mỉm cười cung kính nữa. Lễ tân ở Đế Đô
có vẻ không được hiếu khách lắm nhỉ, thái độ phục vụ không tốt. Sau khi Trần Thiên Hào mở cửa liền oán trách nói với Tiêu Mị Mị. Tiêu Mị Mị hiểu rõ mình không muốn nhờ người ta đổ xe, sao người ta có thể đối xử tốt với mình được chứ. Ha, bọn họ chia nghèo thích giàu, chúng ta mặc kệ đi. Tầng 1 của khách sạn là quầy lễ tân chuyên để tiếp đón khách. Hai người vừa đi vào đã có người nhiệt tình đón tiếp. Chào cô, chào anh, xin hỏi hai người muốn ăn hay là thuê phòng hay muốn vui chơi ở câu lạc bộ? Khách sạn của chúng tôi đều có. Chúng tôi đến ăn. Trần Thiên Hào thản nhiên nói, mời các vị theo tôi đến tầng 3. Tầng 3 là khu ăn uống của khách sạn chúng tôi. Khu ăn uống của khách sạn chúng tôi có rất nhiều món ăn ngon trên thế giới. Đợi đã. Khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, một người bỗng dưng tự nhiên hét lên. Quản lý lập tức mở lại cửa thang máy. Một thanh niên để tóc cạo hai bên và một cô nàng xinh đẹp cao chừng 1m8 liền bước vào. Thoát một cái, sắc mặt của Tiêu Mị Mị đã trở nên cực kỳ khó coi. Ô, Tiêu Mị Mị đấy à? Ô chà, lâu quá mới gặp em. Người đàn ông để tóc cạo hai bên kia lộ ra vẻ kinh ngạc, lỡ tiếng nói. Tiêu Mị Mị lùi ra phía sau Trần Thiên Hạo, chẳng buồn liếc đến gã. Mị Mị à, em trốn anh làm gì chứ? Người ta bảo một ngày làm vợ làm chồng, trăm ngày ân nghĩa. Dù sao chúng ta cũng đã từng chung chăn gối, em làm như thế thì vô lương tâm quá rồi đấy. Gã nói bằng giọng đáng thương. Cô nàng đi cùng gã đưa mắt quan sát Tiêu Mị Mị, đoạn cười nói. Mễ Đại Bảo à, đừng nói đây là bạn gái cũ mà anh từng nhắc nữa nha. Trông không lớn mấy nhỉ, anh lừa gạt thiếu nữ vị thành niên hay sao? Cô ta mà vị thành niên thì chắc anh là em bé còn uống sữa mất. Em không biết đâu, cô ta như hổ đói khi lên giường đấy. Đủ rồi, mễ bạn Đại Bảo. Tiêu Mị Mị đứng lên, đứng ra, giận dữ gầm lên, vành mắt đã đỏ hoe. Ồ, giận rồi kìa, chẳng phải em muốn trốn anh hay sao? Không nhịn được nữa hay sao? Mễ Đại Bảo cười hề hề, tiếp tục mỉa mai. Nghe nói, em mới bị đuổi việc sao? Thất nghiệp rồi mà vẫn còn tiền đến đây dùng bữa sao? Đây là khách sạn 7 sao đó. Một cô gái sống ở khu dân cư nghèo hèn như em mà cũng đủ tiền ăn ở đây sao? Đừng nói là em muốn đến đây để câu đại gia đó nhé. Anh thấy kẻ nào ngu xuẩn, thừa tiền mới bị mã ngoài của em lừa phỉnh. Vừa nghe xong mấy lời này của gã, Trần Thiên Hào đã đoán ra đối phương là bạn trai cũ của Tiêu Mị Mị. Anh nhìn sang bộ dạng tức giận đến mức phát khóc của Tiêu Mị Mị, đoàn tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn gã Mễ Đại Bảo kia. Câm mồm! Mễ Đại Bảo cảm nhận được một luồng khí lạnh khiến gã không thể ngẩng đầu. Nỗi bất an cuồn cuộn trào dâng khiến gã ngậm miệng ngay tắp lưỡi. Nhưng trong lòng lại nghĩ, lát nữa đến nơi đông người hơn, gã nhất định phải sỉ nhục hai kẻ này một trận mới được. Chẳng may chốc đã đến khu ẩm thực ở tầng 3. Mời quý khách đi lối này ạ. Ở đây chúng tôi có phòng riêng loại VIP, có cả sảnh ăn. Xin hỏi hai vị, tất nhiên là phòng riêng rồi, bọn nhà nghèo mới ra sảnh để chen chúc ăn uống thôi. Mễ Đại Bảo lấy ra tấm thẻ vàng VIP của khách sạn Ảo Long. Nhân viên phục vụ lập tức trưng ra vẻ kính cẩn. Thẻ vàng đấy, phải nạp cả chục tỷ mới có được thẻ này. Người anh em à, có tiền không? Không có thì tôi thanh toán giúp anh nhé. Mễ Đại Bảo cười chế giễu Trần Thiên Hạo. Trần Thiên Hạo, mặc kệ anh ta, chúng ta đến đại sảnh đằng trước đi. Tiêu Mị Mị không muốn nhìn thấy bản gạch, bản mặt của gã này, vừa kéo tay áo Trần Thiên Hạo vừa nói. Nghe theo cậu. Trần Thiên Hạo chẳng vấn đề gì, chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, ở đâu cũng được. Sắc mặt tối sầm lại, Mễ Đại Bảo hơi run lên. Chúng ta cũng ra sảnh đi. Gã ngửa mặt tự nhủ, hôm nay phải chiến với Tiêu Mị Mị đến cùng, không khiến bọn họ ê mặt trước bàn dân thiên hạ thì gã không nuốt được cơn giận này. Lúc ở thang máy gã đã nói thế thôi, nhưng thực chất là Tiêu Mị Mị từng làm việc cho công ty nhà gã. Vì muốn theo đuổi Tiêu Mị Mị mà gã không ngại thăng chức cho cô, còn từng tặng đối phương mấy chiếc ô tô trị giá cả tỷ bạc. Ai mà ngờ Tiêu Mị Mị lại từ chối gã ta trước mặt toàn bộ nhân viên, còn trực tiếp từ chức khiến gã mất sạch thể diện. Vậy nên gã muốn Tiêu Mị Mị cũng phải nếm trải sự nhục nhã tương tự. Bảo là đại sảnh thế thôi, dù sao đây là khách sạn 7 sao, không gian nơi này vô cùng thư thái, có vách ngăn cao vài mét ngăn cách các chỗ ngồi. Không gian tao nhã và cổ kính, có cả nhạc công biểu diễn vĩ cầm ngay tại đây. Vì đang là giờ ăn nên ở đây có rất nhiều thực khách, tuy đông người nhưng không ồn ào chút nào, ai nấy đều vừa ăn vừa trò chuyện rất nhẹ nhàng. Mời hai vị vào ạ. Quản lý đưa Trần Thiên Hào và Tiêu Mị Mị đến chỗ ngồi sát tường.
còn Mễ Đại Bảo ở ngay chỗ đối diện bọn họ. Tiêu Bì Bì à, anh ở đây này. Mễ Đại Bảo cười đễu với cô. Tên Mễ Đại Bảo này đúng là phiền quá phiền phức. Tiêu Mị Mị tức đến mức ngoảnh mặt đi, chẳng buồn nhìn đến gã nữa, đoàn giải thích với Trần Thiên Hạo. Trần Thiên Hạo này, lúc ở thang máy, tên Mễ Đại Bảo ấy nói nhăng nói cuội thôi. Tôi và anh ta không có bất cứ quan hệ nào cả. Tôi từng làm việc ở công ty nhà Mễ Đại Bảo, anh ta muốn theo đuổi nhưng bị tôi từ chối nên cứ ôm hận trong lòng. Không sao, vừa nhìn đã biết hạng người này chẳng phải kẻ tốt lành gì. Trần Thiên Hạo vừa gật đầu vừa đáp lại. Nhân viên phục vụ mang hai quyển thực đơn đến, đưa cho Tiêu Mị Mị và Mễ Đại Bảo ở gần đấy. Cục công ngàn, em muốn ăn cái gì nào? Mễ Đại Bảo cố ý nói lớn tiếng để Tiêu Mị Mị và Trần Thiên Hạo nghe. Em muốn ăn sashimi, bào ngư xanh, rồng xanh trong tuyết, thêm một phần cua hoàng đế, bò wagyu 9-8 phần và một phần cháo tổ yến. Gần đây em hay thức khuya, phải dưỡng lại nhan sắc. Cô nàng yêu kiều kia chu môi nói, Mễ Đại Bảo vừa nghe xong đã thấy lòng quặn thắt. Mẹ kiếp, ả này đúng là ác thật. Món rẻ nhất mà ả gọi là rồng xanh trong tuyết chính là dưa chuột chạm khắc thành hình rồng, một phần có giá 2 tỷ 2 triệu. Nhưng vì để đã kích Tiêu Mị Mị, gã đành nghiến răng nghiến lợi lấy tấm thẻ hàng vàng ra. Bấy nhiêu đã đủ chưa? Không đủ thì còn gọi thêm. Dùng bữa ở đây là phải hưởng thụ, đầu giống như ai đó đã không đủ tiền trả mà vẫn đến đây ăn. Nhân viên phục vụ đã cầm tấm thẻ ấy đi quẹt để gọi món. Ở đây Tiêu Mị Mị vẫn đang chọn món với vẻ mặt khổ sở.